Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui lại được gặp lại mọi người trong chương trình chia sẻ những mẫu nhà đẹp ở nông thôn. Hôm nay mình đang đứng trước một ngôi biệt thự nhà vườn mái Thái. Cái mẫu mái Thái và mái Nhật thì 2 năm trở lại đây được yêu mến và xây dựng rất nhiều, là cái mẫu nhà chủ đạo của xu hướng hiện nay. Thì thực tế hôm nay sẽ mời các bạn cùng với mình tham quan một cái mẫu biệt thự nhà vườn mái Thái. Cái mẫu này thì có diện tích chiều rộng mặt tiền là 15m và chiều sâu là 13m, có 4 phòng ngủ và 2 sảnh, thiết kế 2 sảnh rất là đẹp. Nếu bạn chuẩn bị làm nhà, bạn cần tham khảo nhiều mẫu thực tế hơn, hãy đăng ký kênh Nhà Đẹp NTN. Cần tư vấn thiết kế hãy gọi cho mình số điện thoại trên màn hình. Mình sẽ trực tiếp đến nhà, khảo sát đất và tư vấn mặt bằng phong thủy cho các bạn, giúp các bạn có những cái ngôi nhà đẹp sang trọng, tiết kiệm chi phí xây dựng. Giờ mời các bạn cùng tham quan cái mẫu nhà thực tế cùng với mình nhé. Đó. Các bạn thấy cái mẫu nhà có đẹp không ạ? Ngôi nhà có diện tích xây dựng 15 x 13 chiều sâu và thiết kế 2 sảnh. Được tọa trên một mảnh đất khoảng 1.500m2 đất các bạn nhé. Phía trước, phía sau vẫn còn sân vườn rất là đẹp luôn. Đó. Sân gạch đỏ thì nó rất phù hợp với cái sinh hoạt của thôn quê các bạn nhé. Con ngựa sắt của mình nó lại tới đây rồi. Đó. Nó sẽ thường xuyên cập nhật những mẫu nhà mới nhất hiện nay để chia sẻ với các bạn. Đó, phía sau các bạn nhìn thấy sân vườn còn đẹp không ạ? Sân vườn còn rất là rộng đẹp. Và cái sảnh phụ bên này là quay về hướng đông nam các bạn nhé. Quay về hướng nam. Cái hướng này là lấy gió rất là nhiều luôn. Khi mà thiết kế nhà có cái sảnh này thì sẽ đón được gió rất là nhiều. Và phía xung quanh ngôi nhà thì bác ấy thiết kế những cái bồn hoa rất là mềm mại, rất là đẹp luôn. Đó. Khi xây nhà mới thì chúng ta rất lên chú ý thiết kế những cái khoảng xanh sân vườn. Nó vừa tạo điểm nhấn đẹp cho ngôi nhà và nó cũng là cái lá phổi xanh cho ngôi nhà. Mình thường gọi những cái ngôi nhà mà gần gũi với thiên nhiên, đón được nắng và gió là chính là ngôi nhà xanh, ngôi nhà thân thiện. Mời các bạn đi vào khu vực sảnh chính cùng mình nhé. Đó, sân vườn rất là rộng đẹp luôn. Và những cái đường trang trí cũng rất là thẳng phẳng, nổi bật ở vùng nông thôn. Thiết kế 5 bậc để đi vào trong nhà. Ở chính giữa thì bác đã trải cái thảm đỏ. Cái sảnh này có chiều rộng phủ bì là 6m các bạn nhé. Đó, 6m. Và chiều sâu sảnh là hơn 2m. Nó khoảng 2m1 đấy ạ. Thiết kế hệ cửa 4 cánh cửa gỗ để đi vào trong nhà. Wow, trần gỗ rất là đẹp luôn. Khu vực phòng khách này có chiều rộng là 6m các bạn nhé. Đi sâu vào phía trong là bác ấy thiết kế phòng thờ kín theo cái kiểu hậu cung. Khu vực trước phòng khách này cũng chính là khu vực nội minh đường, cũng chính là khu vực trường khí để cung cấp không khí cho tất cả các phòng ở trong ngôi nhà. Phía bên này thì bác kê một cái bộ bàn ghế góc rất là phù hợp với ngôi nhà luôn. Cái ghế góc này thì nó gọn và nó không bị che nấp những cái bức tranh, và nó rất phù hợp với cái mẫu thẳng phẳng hiện đại hiện nay các bạn nhé. Đó. Bức tranh đẹp không ạ? Bức tranh này nó mở rộng không gian và nó cho ta cảm giác rất là yên bình. Phía trong phòng thờ thì bác thiết kế cao hơn 20cm và được treo một cái bức tranh hạt bồ đề phúc lộc thọ. Các bạn thấy có phù hợp không ạ? Rất là đẹp và rất là phù hợp luôn. Cái bức tranh này các bạn cũng có thể treo từ phúc lộc thọ hoặc là các bạn treo những cái bức tranh hoa sen. Hoa sen thì nó là quốc hoa rồi. Nó cũng rất phù hợp với cái không gian của phòng thờ các bạn nhé.
Trần gỗ bác chia sẻ là đóng là 750k một mét vuông đó. Và khu vực tivi này thì bác đang dùng cái tivi cũ thôi. Và sau cái khu vực này bác sẽ làm cái hệ tủ âm tường bằng gỗ nguyên khối các bạn nhé. Đó. Giờ mời các bạn đi vào tham quan phòng ngủ đầu tiên. Cây này cây thật hay cây giả đấy? Cây thật các bạn. Cái cây này nó rất phù hợp ở trong nhà các bạn nhé. Phòng ngủ đầu tiên 16m2, rất là rộng rãi thoải mái. Và phòng này thì có WC khép kín các bạn nhé. WC khép kín như vậy dùng nó rất là thuận tiện. Nhưng hơi tiếc là cái phần cửa ô thoáng hơi nhỏ và chưa được đẩy kịch lên cao. Nếu cái ô thoáng này các bạn mở dài hết lên cao thì cái phòng vệ sinh của mình nó sẽ sạch sẽ thơm tho hơn rất là nhiều các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đang xem video trên kênh Nhà Đẹp NTN. Nếu lần đầu tiên bạn xem video trên kênh của mình thì tạm dừng 3 giây kéo xuống bên dưới đăng ký kênh cập nhật những mẫu nhà mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Cần tư vấn thiết kế gọi cho mình số điện thoại trên màn hình. Mình sẽ trực tiếp đến để tư vấn và thiết kế cho bạn. Đi sâu về phía sau là khu vực bếp. Phòng ăn thì bác thiết kế riêng ở bên trên này. Và ở đây bếp là sẽ có một cái hệ cửa kính để chắn nó không có mùi vào trong nhà chính nữa các bạn nhé. Bên dưới khu bếp rất là rộng luôn và có cửa đi ra khu vực nhà xe. Đó, thiết kế như vậy thì nó rất là thuận tiện khi chúng ta đi về đi qua bếp và lên trên nhà, nó không bị mưa ướt. Phía sau bếp thì vẫn còn những khoảng đất rất là rộng luôn. Và sâu vào phía trong là khu vực phòng tắm và WC được chắn rất là kín đáo. Giờ mời các bạn trở lại tham quan phòng ngủ số 2. Phòng ngủ này cũng có diện tích 16m2. Đó, và cũng có cửa sổ rất là thoáng đẹp. Giờ mình trở lại và mời các bạn thăm nốt hai cái phòng ngủ ở bên kia các bạn nhé. Đó, mình đi vào từ chính giữa và đi sang một dãy bên tay phải rồi. Giờ mời các bạn đi sang bên tay trái để tham quan tiếp hai phòng ngủ còn lại. Đó. Phòng này cũng 16m2 và rất là thoáng rộng. Đó. Ui, qua cái cửa này thích quá các bạn ơi, cái cửa này đón gió rất nhiều. Và đây là phòng ngủ số 4. Ngôi nhà mới xây dựng xong, bác vẫn đang tiếp tục hoàn thiện các bạn nhé. Mời các bạn đi ra ngoài tham quan một chút cái khung cảnh sân vườn này. Phía bên này thì bác thiết kế một con đường để đi vào bếp này, ô tô đi vào tận sân luôn. Đó. Và khu vực bếp nhà xe ở phía sau. Cảm ơn các bạn đã xem video tới giây phút này. Nếu bạn thấy video chia sẻ của mình hay hữu ích, cho mình một nút thích và một nút đăng ký kênh để cập nhật nhiều mẫu hơn. Và cần tư vấn thiết kế thì hãy gọi cho mình số điện thoại trên màn hình nhé. Mình xin cảm ơn mọi người. Mình xin kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại.